lại cái đêm đó quay 2 ngày em cười hết ngày rưỡi. Thì đúng con rồi. Cũng thấy nội cực nhất luôn. Nội cực lắm. Cái lúc con với tiền vô là nội mới được nói thôi, còn toàn được cái đạo diễn mấy gì anh gái lắm. Cái hôm đó là đúng cái ngày giông bão đúng không, mây là kéo đến là che hết cả trăng, làm gì có trăng, trong khi cái tiệc của mình là cần phải có trăng, trăng sáng nhất thì mới soi được tỷ ngọc sinh hương. Chị cứ nhẩm cái lời thoại ấy. Bắt đầu máy một cái chị nói trăng đã lên rồi, mời quý vị con khách hãy chiêm ngưỡng tỷ ngọc sinh hương. Sao lúc đó chị sang trọng, sao bây giờ nó không được? Người có theo dõi kỹ thì Khánh My cũng có xuất hiện một phân đoạn rất là nhỏ trong đấy, nhưng mà phải để ý mới thấy được. Thì cũng vậy, chớp nhoáng một xíu thôi nhưng phải để ý thiệt là kỹ mới thấy. Đúng rồi. Mẹ là được nghe tiếng, Ngọc thì được thấy mặt cái đoạn cuối. Mình là bà nội còn xé mà bà nội. Bà nội. Mà trong đó nữa con được xuất hiện nhiều nhất cái đoạn cuối cùng. Đó là cái gương mặt rồi được mặc bộ đồ của mẹ nữa. Anh tưởng mẹ chứ, anh tưởng mẹ sao mà nhìn sau lưng mẹ trẻ như vậy chứ. Trời ơi, mặt tròn do luôn. Bây giờ con nên để con biết là con có thấy con ác không nữa. Tại vì hả, con nghĩ là thế nào cũng có phần tiếp theo đúng không? Phần tiếp theo đó, phần 4 đó. Là khi mà Miss Q lên thống trị cái gia đình này. Đó, lại có một câu chuyện lặp lại cái con đường của Thái Tuyết Mai. Nhưng mà chắc chắn là câu chuyện đó sẽ tiếp tục với Gái Già Lắm Chưa phần 4. Còn bây giờ thì mình sẽ đợi xem Gái Già Lắm Chưa phần 3 như thế nào nha. Trailer sẽ được công chiếu vào ngày 2 tháng 1 năm 2020. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người, chào cả nhà.